lại câu chuyện lão Krizip gọi tất cả học trò tụ tập ở quảng trường, thế là trỏ vào mặt chồng bà mà nói lớn tiếng rằng cái mà anh có là cái mà anh chưa đánh mất. Anh chưa đánh mất cái mũ hai sừng ở trên đầu anh. Ôi ông sao tiếp công nhận. Lão Krizip lại tiếp, cái mà anh có là cái mà anh chưa đánh mất. Anh chưa đánh mất cái mũ hai sừng ở trên đầu anh. Như thế có nghĩa là trên đầu anh vẫn còn có hai cái sừng. Không chịu nổi nữa. Bà ơi, bà biết không, lúc đó tất cả mọi người khoái trái và cười ầm lên như thế đấy. Ta thấy á, ở cái tỉnh Samos này, mỗi khi có một thông tin gì mới lạ thì hình như là cái đám đàn bà con gái nô lệ các cô còn thông tỏ hơn những phụ nữ tự do như ta nữa đấy. Ôi, còn các bà tự do thì ít khi ra khỏi cửa. Mà nếu kể riêng về điều này thì tôi thấy các bà còn bị nô lệ hơn cả bọn chúng tôi nữa cơ. Có lẽ người nói như vậy mà đúng đấy. Thế người không ao ước trở thành người tự do à? Thật sự tôi được vào cửa nhà ông Sang Tuyết là tốt phúc cho tôi biết chừng nào. Chỉ có như vậy mà đã cảm thấy thỏa thuê lắm rồi à? Vâng, thưa bà, bởi vì ông Sang Tuyết là một nhà triết học lừng lẫy kia mà. Ta thì ta lại muốn ông ấy bưng bớt cái vẻ triết học đi một chút và tăng thêm vào đó dáng vẻ của một ông chồng đấy. Nhưng mà thưa bà, ông Sang Tuyết là người đặt ra những câu cách ngôn mới đấy bà. Không, không hề có. Ngay cả cái khả năng nó cũng không có nữa. Này nha, là một triết gia nổi tiếng, nhưng ông ấy không hề đóng góp một chút xíu vốn lý nào cho nền học thuật cả. Nhưng mà thôi không nói chuyện này, chải tóc cho ta. Vâng. Không bàn chuyện này nữa nha. Vâng. Thưa bà, sắp xong rồi. Gương đây này. Bà ơi, tôi rất thích chải tóc cho bà. Thế ông sang tiếp đó, có khi nào hôn vào tóc của bà không nào? Thật tình đấy nha, tôi rất lấy làm mến phục chồng của bà đó. Sao không nói thẳng là yêu chồng ta? Thế này nha, nếu như chồng ta cho ngươi được tự do, rồi ông ấy lấy ngươi làm vợ, ắt hẳn là ngươi sung sướng lắm hả? Phải không? Không, sao bà lại nói thế? Bà cũng biết rằng ông Song Tuyết rất yêu bà, ông ta yêu bà lắm cơ. Yêu nhưng mà ông yêu giống như là yêu và xem như ta là một thứ tài sản ở trong nhà. Ông ấy chỉ xem ta giống như là cái nhà này, như cái bàn, như cái ghế, như tất cả các bọn nô lệ trong nhà và như ngươi chứ chẳng khác gì cả. Thế là bà không yêu ông Sang Tuyết mất rồi. Ấy thế mà ông ấy lại có sẵn tiền, ông ấy mua về cho bà biết bao nhiêu là quà tặng. Và ông ấy quăng quà xuống chân ta giống như là cho của bố thí đấy. Merita này. Vâng. Merita này. Vâng. Gương đây. Ngươi có thể nói cho ta nghe chuyện này không? Vâng. Cái ông đội trưởng đội cảnh vệ, cái người mà vừa đến thành của chúng ta, ông ấy còn ở đây lâu không? Ôi bà ơi, bà trang điểm chải tóc như thế này là vì người đó à? Nhưng mà thưa bà, ông chồng yêu quý của bà sắp về rồi, ông Sang Tuyết sắp về rồi thưa bà. Ta biết chồng ta sắp về và ông ấy sẽ thét lên từ cửa ra vào như thế nào nè. Clea, em thương yêu, anh về rồi đây này, anh có mang quà về cho em nữa. Và sau đó thì sao? Ông ấy quăng quà xuống chân ta và lại tiếp tục: ôi xin lỗi, anh không còn một chút thì giờ nào để đi dạy học trò nữa, anh phải đi ngay đến đây đến học trò anh đây. Ô, Clea, em thân yêu, anh đã về rồi đây. Ô, Clea. Chào ngài. Nào, hôn anh đi nào. Anh có mua quà cho em đấy, món quà rất là đặc biệt. À, xin ngài cứ quăng xuống đất đi ạ. Không, món quà này anh không thể nào quăng xuống đất được. Đây, em xem nhá, em sẽ thấy nó như thế nào. Đây. Ngài nói là quà. Đúng. Đó, tặng em đó. Của tôi ạ. Em mở ra xem đi. Ôi, sao nó xấu xí ngốc nghếch thế? Đúng. Nó là một thằng xấu nhất Hy Lạp này. Tên nó là Aesop.
Ngài nghĩ sao mà ngài đi mua một tên nô lệ xấu như Khi Lạp để tặng tôi? Ngài định làm nhục tôi à? Không, anh có mua đâu. Anh mua là anh mua thằng Abyssinia da đen lực lưỡng như thế này nè, để nó làm việc nha. Còn anh mua thằng kia, người ta tặng thêm thằng này thì thôi. Ngài nó gớm quá, không chấp nhận được ngài à. Không, mà em xem, nó có nhiều cái thông minh lắm. Không, nó phải đi ngay lập tức thôi ngài à. Rồi em phải bình tĩnh nào. Ê sớp, con cáo xưa nay chưa từng gặp con sư tử bao giờ. Lần thứ nhất trông thấy sư tử, nó sợ hãi tưởng chừng chết lặng đi được. Nhưng đến lần thứ hai thì nó không đến nỗi quá sợ như lần đầu. Và đến lần thứ ba thì nó đã dám mon men đến gần con sư tử. Từ chuyện ngụ ngôn này, ta có thể rút ra kết luận, mắt người ta có thể quen dần với những vật xấu xí, cũng như người đàn ông có thể quen dần với sắc đẹp của người đàn bà mà ông ta yêu. Ôi, nó cũng biết nói. Em thấy chưa? Chắc là nó lớn lên trong vườn bạch thú à. Anh cũng chẳng biết mà nó, mà sao nó kể toàn là chuyện thú vật không à. Ôi và nó tự dí mình với sư tử đấy ngài à. Đúng. Con công chê bai con hạt, cười nhào bộ lông của hạt không có một màu sắc nào đáng nhìn. Còn công thì mặt toàn là gấm dốc nhung lụa. Nhưng hạt trả lời, ta bay lên những gì sao kìa, ta bay lên 9 tầng trời. Còn chúng mày muốn nhảy lên nóc nhà cũng không nổi nữa. Đó, em thấy chưa, em thấy nó tuyệt vời chưa? Nó là đồng nghiệp của anh ấy, một triết gia. Xin ông hãy tôn trọng cái danh hiệu ấy một chút. Tôi chỉ là người kể chuyện ngụ ngôn, tôi không phải là triết gia đâu. Ngài Săn Tuyết à, hắn đang giáo huấn ngài đấy. Cái gì? Mày giáo huấn tao à? Không, thưa phải không? Mày giáo huấn tao à? Không, nó chỉ làm trò hề cho mình thôi, giáo huấn thế nào được. Thôi, nào, bảo con Merita sắp cho nó một chỗ ở đi nhé. Dọn chỗ cho nó. Cảm ơn cô. Rằng thần linh sẽ tha tội cho cô. Có một người nghèo khổ thờ một pho tượng thần, ngày ngày anh ta đem tượng thần ra cầu xin để tượng thần ban cho của cải. Nhưng mà thần linh không hề để ý đến lời cầu khẩn của anh ta. Thế là anh ta tức giận đập vỡ đầu pho tượng thần ra. Đập vỡ? Và thật bất ngờ, trong cái đầu của pho tượng thần chứa đầy những đồng tiền vàng. Thế là anh ta phát bài to: thần linh xưa nay vẫn thường tha tội cho người, chính vì vậy mà người ta mới tạo ra thần đó. Nếu không phải là thần linh thì lấy ai tha tội cho cô và tôi được nào? Lấy ai tha tội cho cô và tôi được nào? Nói nghe hay đấy. Hay đấy. Dạ thưa ngài Săn Tuyết. Thế thì lấy ai tha tội cho ngài? Lấy ai tha tội cho ngài? À, mày muốn cái gì hả? Mày muốn ám chỉ cái gì? Mày muốn nói cái gì? Ha, được rồi, tao sẽ cho mày biết tay. Abyssinia! Chuyện gì thế Săn Tuyết? Dạ đây. Cầm lấy. Đó đấy. Sao? Mày cũng biết sợ đó à? Hả? Mày không ưa nó thì phải. Trong các chuyện ngụ ngôn của tôi về loài vật, thà tôi ưa con thú rừng chứ tôi không ưa con thú nhà. Em biết không? Trên đường về thì Abyssinia đã đánh chết thằng Aesop một trận nên thân. Đánh Aesop à? Đúng. Tại sao vậy? Anh ra lệnh đánh. Nhưng mà tại sao lại đánh? Tôi chỉ vì tôi xin ông chủ cho tôi được tự do. À, có nghĩa là người định chạy trốn chứ gì? Không, tôi chỉ xin ông chủ cho tôi được tự do mà. Nhưng mà chỉ có như thế mà sai đánh người ta là quá quát đấy. Lê à. Ôi thưa bà chủ, không quá quát lắm đâu. Trừng phạt chính là công việc rất thích hợp đối với địa vị làm chủ mà. À, mày nói sao? Thích hợp với địa vị làm chủ của tao? Không thưa ông chủ, ta sẽ tiếp tục làm công việc ở đây. Abyssinia, cho nó một trận. Ôi, xin ông chủ đừng làm như vậy. Ôi, cả thân thể tôi còn đầy những thương tích đây mà. Sao mày cũng biết sợ à? Cái lá gan mày để đâu rồi hả, thằng kia? Sự hành hạ thể xác làm nhục linh hồn của con người ta chứ. Thôi, Abyssinia, nó đã sợ rồi. Merita, dắt nó vào trong đi. Dân. Đi vào.
Săn Tuyết, ngài thả hắn đi ngài. Ôi ôi, em xem, nó còn nhiều điều hay ho lắm đó, sẽ thông minh lắm. Em biết không, trên đường về nó gỡ cho anh bao nhiêu là thế bí đấy. Ê Sớp, mày kể cho bà nghe cái chuyện giỏ bánh mì đi. Ê Sớp, ồ, kể đi nào. Abyssinia trên đường về. Đó, em biết không, mỗi lần muốn nó kể chuyện là cứ Abyssinia là nó kể ngay, nó sợ thật đó. Nào, kể tiếp đi con, sao? Trên đường về ông chủ sai những người nô lệ của chúng tôi, ai cũng phải mang vác một phần đồ đạc. Ai thì cũng chọn những phần nhẹ nhất. Riêng tôi thì tôi chọn một giỏ lớn đầy nhóc như bánh mì. Nhưng mà trên đường về, chẳng ai là không phải ăn. Cho nên chẳng bao lâu tôi chỉ còn vác một cái giỏ rỗng không. Còn mọi người thì è cổ vác nặng suốt cả quãng đường. Đó, em thấy nó ghê chưa? Nó ma mảnh chưa? Thằng này nó tinh ranh lắm đấy. Nhưng mà vẫn phải thả hắn đi gài à. Tại vì ngài thấy không, hắn xấu xí đến mức ghê tởm như vậy. Bây giờ để làm một vật trang trí trong nhà hắn cũng không làm được, không làm được trò trống gì cả ngài à. Em nói cái gì? Hả? Tại sao em cứ binh nó chậm chậm thế? Hả? Em nói hộ cho nó. Tôi thưa bà chủ, bà nói hộ tôi làm gì? Nhưng dù sao thì tôi vẫn mơ ước được làm người tự do. Nhưng trên đời này, những người nô lệ của chúng tôi chỉ còn có một quyền ước mơ và hy vọng. Này, con à, như thế này nhá. Con cứ ở đây với thầy nhá. Học ở thầy bao nhiêu điều hay lẽ phải ở cuộc đời này. Đấy, đến khi mà mày có một cái kiến thức nào đó rồi, thì mày ra đời mày không có bị người ta chê bai mày, mày không có thua thiệt, hiểu chưa? Việc gì mà phải đi sớm ở đây với thầy, thầy sẽ dạy cho con bao nhiêu điều hay lẽ phải ở cuộc đời. Thôi Claire, anh phải đến với học trò của anh đi. Nào, hôn anh đi nào. Ôi, thế là ngày hôm nay anh lại có bài mới giảng cho học trò rồi. Ôi, một con công chê bai một con hạt, tại sao lông mày xấu thế? Ôi, hạt chê lại là con lông mày xấu hơn tao. Người muốn thành người tự do à? Người nô lệ chỉ còn một cái quyền là hy vọng. Tại sao lại muốn thành người tự do? Trên đời đáng lẽ phải có một nơi như thế này, nơi ấy nước sông Hàn chảy, nơi ấy người ta có thể lấy hai bàn tay múc nước uống mà không lo có người quạnh quẹ. Đã đến lúc uống nước chưa? Hoặc nên hay không nên cảm thấy đói khát? Đáng lẽ phải có một nơi như thế này chứ. Nơi ấy con chim quanh đang hót ca, không sợ hãi bay đi khi thấy tiếng chân con người bước đến. Ôi thưa bà có để ý thấy điều đó không? Thế tại sao không thừa dịp này người trốn đi? Chạy trốn trong tình cảnh nơm nớp lo sợ bị bắt à? Đó đâu phải là tự do. Bà hãy nhìn tôi đây, ai cũng sẽ nhận ngay ra tôi lập tức. Đây là thằng Aesop, thằng nô lệ xấu xí nhất của ông Săn Tuyết. Tự do không phải là điều bí mật, không ai lại đem giấu giếm tự do đi đâu hết. Cần phải làm cho mọi người biết rằng con người là tự do, và mọi người phải trân trọng tự do của con người kìa. Nhưng mà tôi sẽ nói với Săn Tuyết là chính tôi đã thả tự do cho người đấy. Ông ấy sẽ trừng phạt bà đấy. Mà cũng không nên để ai bị trừng phạt vì tự do. Nếu vì tự do của riêng tôi mà lương tâm tôi phải chịu trách móc một chút dù là rất nhỏ, tôi vẫn không cảm thấy đó là tự do thực sự. Ê Giớp à, ta thấy người ngây thơ thật đấy. Ông Săn Tuyết còn ngây thơ hơn tôi nhiều. Ông ta bịa đặt ra trong trí cái thế giới mà mọi sự đều vừa lòng hợp ý ông ta, và ông ta tin là cái thế giới có thật. Còn tôi, thưa bà chủ, tôi là giống bà đấy. Tôi là người không cam tâm thuận theo số mệnh. Dựa vào đâu mà người nói là ta không cam tâm thuận theo số mệnh? Tôi đã nhìn vào mắt bà. Trong mắt bà có đôi lúc lóe lên tia sáng dường như có ngọn lửa cháy rực lên từ cõi linh hồn. Nhưng rồi ngọn lửa kia lại ủ dột dần đi, như mặt trời hoàng hôn đang tắt liền.
không được nhìn vào mắt ta. Ta cấm đấy. Thưa bà chủ nói đúng rồi. Cái mặt xấu xí của tôi không nên soi vào trong mắt bà để làm gì. Ê Giớp này, ta muốn nghe một chuyện ngụ ngôn. Có thể nghĩ liền và kể cho ta nghe bây giờ không? Con chó sói gặp con chó nhà béo mập cổ đeo xiềng. Chó sói mới hỏi chó nhà: ai làm cho mày béo tốt thế? Chó nhà đáp: chủ tao, người đi săn đấy. Chó sói bèn kêu lên: xin thần linh tránh cho tôi khỏi cái số kiếp này, thà tôi chết đói còn hơn cổ phải đeo xiềng. Thế người đã kể cho Săn Tuyết nghe chuyện này chưa? Tôi kể rồi. Ông ta nói sao? Thế có nghĩa là thế nào? Aesop này, ta lại muốn nghe một chuyện ngụ ngôn khác nữa. Kể đi nào. Con cáo đang đói mẹ, nó trông thấy chùm nho chín mầm mọc trên vàng cao muốn hái, nhưng hái không tới. Khi ấy nó bèn nói rằng: nho còn xanh đấy mà, chẳng thèm. Rồi lặng lẽ bỏ đi. Lần này thì đến lượt ta. Ta cũng giống như Xanh Tuyết, ta sẽ lại hỏi ngươi. Thế nghĩa là thế nào? Bà đừng hỏi tôi câu đó. Bà đã hiểu hết rồi đấy mà. Ô, Lê ơi, Lê ơi, ôi thật là kỳ lạ. Kỳ lạ quá. Chưa bao giờ anh thấy một chuyện kỳ lạ như thế. Lại một phát hiện mới nữa à? Đúng, một phát hiện hoàn toàn mới toanh. Đây đây đây, anh sẽ chỉ cho em xem nhé. Em sẽ thấy một con người hoàn toàn kỳ lạ, không thích một cái gì trong cuộc đời này cả. Đây, mời ngay nào, mời ngay, mời ngay. Mời ngay. Ngài đội trưởng đội cảnh vệ. Đúng, đội ngài... trưởng đội cảnh vệ. Xin giới thiệu với ngài, đây là Clea, vợ của tôi. Dạ. À, còn đây là Aesop, nô lệ của tôi. Clea, em biết không, kỳ lạ lắm. Anh đang giảng bài cho học trò ở quảng trường nhé. Thế là anh gặp một con người này. Ông ta là một người không thích một cái gì trong cuộc đời này cả. Ông ta không đam mê một cái gì ở cuộc đời này hết. Kỳ lạ chưa? À, thế anh hỏi ông ta: dạ thưa ngài, ngài có thích đi xem đấu vật không ạ? À? Ông ta trả lời là đó. Anh hỏi tiếp: dạ thưa ngài, ngài có thích tìm gái làng chơi thượng thặng không ạ? À? Ông ta cũng trả lời là cũng không luôn. Rồi anh hỏi tiếp: dạ thưa ngài, ngài muốn đi dạo không ạ? À? Ông ta trả lời là không, tôi không muốn gì hết. Đó, em thấy chưa, kỳ lạ chưa? Một con người mà không muốn một cái gì ở cuộc đời này cả. Anh thử cho em xem nhé. Không, không, không. Đó, anh thấy chưa? Kỳ lạ thật, anh không thể nào hiểu nổi. Trong khi anh luôn luôn giảng cho học trò như thế nào: ở cuộc đời này chúng ta phải có một cái gì đó đam mê. Thí dụ như trường sinh bất tử này, giàu sang này. Thế mà gặp ngay một con người không ham muốn một cái gì ở cuộc đời này cả. Kỳ lạ thật, không thể nào hiểu nổi. Lê, em thấy thế nào? Lê, đẹp trai không, thưa ngài, ý tôi nói là người này đẹp như tượng. Dạ, như ý ngài nói. Dạ. Còn Aesop, mày nghĩ thế nào? Dạ thưa ông, ông có yêu đời không ạ? Không. Nếu người ta đánh đập ông tàn nhẫn, máu rơi thịt đổ, ông có cảm thấy hận thù không? Không.
Vậy nếu người ta chọc điếc tai ông có cảm thấy căm phẫn không? Không. Nếu người ta móc mắt ông, người ta đánh đập ông, người ta tra tấn ông thì... dạ thưa ông chủ, như vậy là tôi biết rồi. Tại sao mà ông cảnh vệ trưởng ở đây buồn tênh và chán ngắt cái sự đời như vậy? Có lẽ là ông ta đang yêu mà không được yêu trở lại. Có phải là ngài đang yêu không? Đúng, có phải là ngài đang yêu không? Yêu đương thế nào được? Ông ta là ai? Ông ta là quân nhân. Làm sao ông ta có thể yêu đương cách dớ dẫn như thế được? Mà thưa ngài, thật sự tình yêu là cái gì? Ôi, bọn đàn bà. Đàn bà là cái gì? Đàn bà chỉ là một hiện tượng sinh lý mà thôi. Tâm Tuyết, ngài có thể nói như vậy trước mặt vợ ngài à? Thôi đi. Nè, và bảo Merita rót rượu ra đây, nhanh lên. Mời ngài. Đem rượu ra. Mời ngài. Em hiểu như thế này. Anh nói á, đàn bà tức là theo quan điểm triết học của anh. Tức có nghĩa là đàn bà này, mây giá này, cơm nước này, con cái này. Đúng, đó là những lý tưởng của người phụ nữ. Và những lý tưởng ấy chúng ta có thể bỏ tiền ra và chúng ta mua được. Giống như chúng ta bỏ tiền ra để chúng ta mua một cuộc du ngoạn vậy thôi. Cha. Những cô gái phương Bắc mang rợ. Thân thể mượt như ngọc xanh. Ôi, và đôi mắt mượt mà như nhung. Và còn đây nữa, những cô gái Abyssinia da đen và cái hôm đượm mùi quả dại. Những cô gái Ả Rập ngồm ngộm và mắng con. Như hoa thơm phương Đông quyến rũ ông mật. Ôi, và còn đây nữa, những cô gái Hy Lạp, ôi, nỉ non bên tai ta những dần thơ của Sappho. Thôi đi Sang Tuyết. Thôi đi Sang Tuyết. Thôi, mời ngài uống đi. Merita. Dạ. Ê Sức, thế còn mày? Mày nghĩ đàn bà như thế nào? Dạ thưa ông chủ, theo tôi trên đời này chỉ có hai loại đàn bà. Thế à? Một loại làm cho tôi khổ, và một loại nữa khổ vì tôi. Trong số những người đó thì tôi chỉ biết người khổ vì tôi thôi. Thế nào? Có đàn bà khổ vì mày à? Đây mọi người nghe nó nói nha, có đàn bà khổ vì nó đấy. Nào, ai thấy con? Ai thấy? Mẹ tôi. Thằng lão cá mày á. Tưởng gì cho mày luôn đi. Thằng lão cá, thế mày nói tất cả những người phụ nữ khác đều làm cho mày khổ à, phải không nào? Đây mọi người nghe nó nói nha, tất cả những người phụ nữ khác làm cho nó khổ đấy. Thôi Merita, phải rồi, mày có thích nó không? Ôi không. Hả? Không. Tao tặng nó cho mày đó. Không. được đấy, Merita. Tao không thích ông chủ. Đây nhá, đây nè, qua đây con. Đây, trí tuệ này, sắc đẹp này, hai đứa bay kết hợp lại thì đó là lý tưởng của người Hy Lạp đấy, kết hợp đi con. Thưa ông, tôi không cần cái lý tưởng đó. Vậy mày cần cái quái gì? Tôi đã nói rồi, tôi chỉ cần được tự do. Mày cần gì cái thứ tự do không có tình yêu? Thế tại sao lại cần cái tình yêu không tự do đó? Lão Tết, theo tao tình yêu là cái gì? Tình yêu chỉ là một sự chiếm đoạt. Đúng, tình yêu chỉ là một sự chiếm đoạt thôi. Thưa ngài, đúng không ạ? Ngài nghĩ thế nào ạ? Thưa ông chủ, ông cảnh vệ trưởng trả lời rành rọt như thế thật là tài. Tao đã nói với mày đây là một thánh nhân kia mà. Ông tin rằng ông cảnh vệ trưởng đây có thể trở thành thánh được đấy à? Thôi, không nhiều lời nữa. Nào, lại đây. Này, cầm tiền, ra chợ nhé. Mua món gì ngon nhất về đây để tao đãi ngài đội trưởng đội cảnh vệ. Hiểu
hiểu chưa? Dạ, món ngon nhất à. Món ngon nhất thế giới này, hiểu dạ, chưa? Dạ, xin phép lại. Lẹ lên! Mirita, rót rượu, con không rót rượu đi. Lẹ, vào lấy nước rửa chân để tỏ lòng tôn kính ngài đội trưởng đội cảnh vệ. Nhanh lên. Ôi, mời ngài, rót rượu thêm, Mirita. Rót rượu chứ. Mời ngài uống đi ạ, mời ngài. Mày đi đây, bước ra đây. Con. Ngài thấy không? Như tôi đây nè, một triết gia có tất cả những điều kiện sống sung sướng. Giá như ngài không phải là người thờ ơ tất cả mọi sự trên đời này thì tôi nghĩ rằng ngài sẽ sung sướng lắm. Rượu ngon. Ngài phải hiểu là ở Samos là nơi nổi tiếng vì rượu ngon đấy. Ngôi nhà đẹp. Ngôi nhà này à? Ngài thích đó không? Đẹp lắm đấy thưa ngài. Vợ ngài cũng đẹp. Nô lệ cũng đẹp. Ôi, ngài thích đó à? Tôi tặng không cho ngài đấy. Tôi tặng không đấy. Không, đây là nô lệ của tôi đấy. Ngài nghĩ thế nào về ngôi nhà của tôi? Ngài thích lắm à? Đúng. Ngài phải biết là ngôi nhà này là do kiến trúc sư xây dựng đền Platonum xây dựng cho tôi đấy. Thưa ngài, ngài còn ở Samos bao lâu nữa ạ? Tôi được điều đến đây để giám sát vụ gặt. Xong việc thì tôi về. Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Ngài còn ở đây bao lâu nữa? 2 tháng. 2 tháng à? Không, làm sao mà 2 tháng được. 2 năm thưa ngài. Tôi xây dựng ngôi nhà này phải 2 năm mới xong. Yeah. Thưa ông chủ, giờ món ăn ngon nhất đây ạ. Khá lắm con, khá lắm. Để xem cái thằng nô lệ này nó mua món gì ngon nhất đãi đây nha. Để xem đây, món gì. Lưỡi hấp. Thưa ngài. Ồ, lưỡi nướng thưa ngài. Lưỡi rán thưa ngài. Ôi, thằng này, tại sao vậy mày? Tao đưa tiền cho mày biểu mua những món ngon nhất thế giới này, tại sao mày mua toàn lưỡi là sao? Ôi, dạ thưa ngài, còn cái gì tốt hơn cái lưỡi nữa đâu ạ. Cái lưỡi làm cho mọi người gắn bó lại cùng nhau. Không có lưỡi làm sao người ta diễn đạt nổi ý mình. Lưỡi là chìa khóa để mở cửa khoa học, là vũ khí của sự thật và sự khôn ngoan. Người ta dùng lưỡi để xây dựng nên những thành thị. Người ta dùng lưỡi để mà dạy học, để mà miêu tả, để mà công nhận, để mà chứng minh. Và thưa ngài, nhờ có lưỡi chúng ta mới thốt nên tiếng mẹ thiêng liêng và cao cả. Nhờ lưỡi mà chúng ta xây dựng nên những đền đài, cả Hy Lạp này, tất cả đều được xây dựng nên tươi đẹp là nhờ cái lưỡi đó thưa ngài. Vậy thì chính cái lưỡi là cái thứ tốt nhất trên đời này đó thưa ngài Sang Tuyết. Ngài nghĩ thế nào ạ? Đúng, lưỡi là món ngon nhất thế giới này. Đúng, lưỡi là món ngon nhất thế giới này. Mê ta rót rượu con, rót rượu. Khá lắm. Ngài biết không, tôi cũng định nói đúng y như nó vừa nói. Con, làm sao mà con đọc được ý nghĩa của thầy hay thế con? Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ thử trí thông minh của nó một lần nữa. Nha, bây giờ đứng dậy con, giỏi lắm, mày khá lắm. Thôi, cầm tiền đó, nha. Bây giờ coi như là tao thử mày. Bây giờ tao kêu mày ra ngoài chợ, mày mua món gì tồi nhất về đây cho tao. Dạ thưa ông. Hiểu chưa? Thưa ông chủ. Món gì tồi nhất về đây cho tao, để tao hỏi thử coi cái trí thông minh của mày thế nào. Nhớ không? Món gì tồi nhất? Dạ thưa ông chủ.
món tồi nhất ạ. Nào, dạ. Để lên. Ô, ngài thấy không? Tôi thật là sung sướng. Có những thằng nô lệ như thế thật là thích phải không ngài? Nào, nào, mời ngài uống, mời ngài uống, uống nữa đi. Merita, rót rượu đâu nào, rót rượu đi con. Giá như mà ngài có thể thích thú một cái gì ở cuộc đời này thì ngài sẽ thấy, ôi cuộc đời này vui lắm thưa ngài. Cuộc đời này thú vị lắm thưa ngài. Nào rót rượu con, rót rượu, rót rượu. Ôi ngài phải uống với tôi, đúng, uống, uống, uống đi ngài, mời ngài. Thằng nô lệ của tôi đã về rồi. Để coi nào, để coi cái thằng quỷ giả xoa này nó mua cái món gì về nha. Thưa ông chủ, món tồi nhất đây ạ. Để tôi coi coi món tồi nhất là món gì. Lưỡi. Tại sao toàn lưỡi thế này? Hả? Tao sẽ cho mày một hình. Ôi. Tại sao vậy? Hồi nãy mày mua những món cũng lưỡi mày về mày nói là món ngon nhất. Bây giờ mày cũng mua lưỡi mày bảo là món tồi nhất là thế nào? Tôi sẽ cho nó một trận. Tôi. Dạ thưa ông chủ, còn cái gì tồi tệ xấu xa hơn cái lưỡi nữa đâu ạ? Lưỡi đặt điều vu cáo, lưỡi dèm pha, lưỡi nịnh bợ. Anh thi sĩ tồi dùng cái lưỡi của mình đứng ở trên quảng trường nói ra những câu rỗng tuếch làm cho bao nhiêu người mệt mỏi. Người ta dùng lưỡi để mà nói những câu tục tiểu, đồ xuất sinh, quân nô lệ, mày chết đi. Dạ thưa ngài, cái lưỡi là cái thứ mà rất là độc địa, nó xúc xỉm, dèm pha, đê tiện. Lưỡi là cái thứ tồi tệ nhất, không còn gì xấu xa hơn nó. Ngài, ngài nghĩ thế nào? Hay lắm. Đúng, lưỡi là món tồi nhất của cuộc đời này. Mày khá lắm, mày xứng đáng. Cho mày lên đây, mày lên đây. Mày lên đây. Mày khá lắm. Mày ngồi lên, ngồi ngồi lên con, ngồi xuống. Người ta nói mày ngồi xuống, mày ngồi xuống, tao ngồi lên. Đúng, lưới là món tồi nhất của cuộc đời này. Thằng này khá lắm thưa ngài, nó hiểu được ý tôi đấy. Con ơi, làm sao mà con biết được ý thầy mà con nói y chang vậy con? Tao sẽ thưởng cho mày. Uống cho con, uống. Ôi, tại sao tôi lại sung sướng như thế này thưa ngài? Đúng, lưỡi là món tồi nhất ở cuộc đời này và cũng là ngon nhất ở cuộc đời này. Thưa ngài, hôm nay tôi là người sung sướng nhất. Tôi có thể nói thiệt với ngài là tôi có thể uống cạn tất cả cái thùng rượu ở Samos này. Mày tin không? Sao biết? Anh say đấy. Cái gì mà say? Tao có thể uống tất cả cái thùng rượu ở Samos này, uống cạn luôn mày hiểu không? Mày tin tao không? Thưa ngài, ngài tin không? Không những thế, tôi còn có thể uống cạn cả nước biển nữa thưa ngài. Mọi người tại sao lại trố mắt lên nhìn tôi đây? Hả? Trố mắt nhìn tôi đây. Mày tin tao uống cạn nước biển không? Hả? Có ai tin không? Mày tin tao uống cạn nước biển không? Ông phải tin tôi, ngài đội trưởng đội cảnh vệ. Ngài phải tin tôi là tôi có thể uống cạn cả nước biển thôi. Thôi tại sao lại thôi đi? Bởi vì tôi là ai? Tôi là một triết gia nổi tiếng ở cái thành phố này. Và tôi có thể làm được tất cả mọi chuyện. Đây, tôi sẽ uống cạn nước biển cho ngài xem. Thôi rồi, ngài không tin không? Mọi người không tin không? Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy triết gia Sơn Tuyết này sẽ làm được những gì. Đây. Đây. Ê, lại đây. Tôi, ngài không tin tôi sẽ đánh cược với ngài nhé. Tôi sẽ đánh cược, ngài dám cá cược với tôi không? Tôi nhất định tôi sẽ thắng ngài. Đây, tao đây, tôi triết gia Sơn Tuyết xin hứa sẽ uống cạn nước biển vào ngày muốn chừng nào? Ngày mai nhé. Rồi, ngày mai sẽ uống cạn nước biển. Sơn Tuyết. Sơn Tuyết. Cầm hậu lại, để tao viết hết rồi.
Nếu không thì sẽ giao toàn bộ tài sản, nhà cửa và cả nô lệ và ông cả chủ. Nô lệ cho ngài. Ngài tên gì vậy hả? Aganotos. Aganotos đây. Xong rồi đây, đây. Ngài cầm lấy, ngài cầm lấy, đây là anh sai. Cầm họng. Mày biết cái gì mà sai mày đó? Cầm họng rồi lại. Ngài phải cầm lấy, ngài phải tin tôi. Tôi là người có thể làm được tất cả mọi chuyện. Ngài cầm lấy. Tôi xin ngài cầm lấy, cầm. Ngài cầm rồi hả? Ngài sẽ thấy tuyết da sân tuyết là như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ là ngày say rồi, chứ ngày nó đang nói bậy đấy. Mày cầm họng không? Con kia hả? Tôi sai, tôi đánh cho mày một trận bây giờ. Rượu tao đâu? Rượu tao đâu? Ê, đưa rượu đây, đưa rượu đây. Tưởng tượng được đồ chiếc da ghê tởm. Cái con này mày gan quá. Mày dám chửi tao là chiếc da ghê tởm à? Được rồi, tụi bay đâu? Đem củi ra đây, chất lên, thiêu chết nó cho ta. Thiêu chết nó cho ta. Khoan. Tại sao? Ngài định thiêu chết vợ ngài à? Đúng. Không. Chờ một chút. Để làm gì? Để tôi về nhà dẫn vợ tôi tới. Chúng mình đốt một đống lửa thiêu chết cả hai chúng nó luôn. Thật nguyên rủa chúng mày luôn. Đồ biết cha ghê tổ. Đốt vợ đi. Thiêu chết rồi đi. Đốt lửa lên. Thiêu chết chúng nó đi. Trên cuộc đời, tôi chưa từng thấy chuyện ngụ ngôn nào thú vị hơn chuyện này. Sắp ơi, ôi, thế là vợ ta đã bỏ ta đi mất rồi em Sắp ơi. Ôi, đau xót chưa, cay đắng quá. Ôi em Sắp ơi, bây giờ ta phải làm sao bây giờ? Ôi trời, chết thay rồi con ơi. Ôi, buồn tuổi quá con ơi, bây giờ thầy phải làm sao? Ê Sắp, ôi Sắp mày đâu? Ê Sắp, cứu thầy con nghĩ giùm thầy con cách gì, có cách gì để đem vợ thầy về không con? Cứu thầy đi con. Một bữa kia, con chuột nó lân la làm bạn với con mèo. Vậy hả? Cho nên con mèo... Trời ơi, giờ này là giờ mày kể bằng chuyện ngủ ngon của mày đó hả? Giờ này mà mèo với chuột ngủ chả ngon. Trời ơi, chết tao rồi, bây giờ mày nghĩ giùm tao cái cách gì đi. Trời ơi, chết tao rồi, bây giờ làm sao đây? Ông chủ à, ông thật lòng yêu vợ ông lắm à? Yêu chứ. Nó không yêu tao không đau khổ như thế này. Nhưng mà mày biết không, không phải vì yêu mà tao đau khổ. Tao đau khổ vì chuyện khác kìa. Trời ơi, giá như tao đây ruồng rẫy vợ tao thì dễ coi hơn. Đằng này vợ tao đây ruồng rẫy tao. Mà tao là ai? Mày nghĩ coi tao là ai? Trời ơi, tao là một triết gia nổi tiếng ở thành phố này. Thế là tất cả mọi người sẽ cười nhạo tao mất thôi. Ôi trời ơi, bây giờ tao phải làm sao bây giờ? Giúp thầy đi con. Người ta vẫn thường cười nhạo tôi, mà tôi có làm sao đâu. Mày là thứ gì hả? Mày chỉ là thằng nô lệ thôi, hiểu không? Mày chỉ là thằng nô lệ thôi, còn tao là ai? Ôi, bây giờ tao phải làm sao đây? Trời ơi, cay đắng quá, chua xót quá con ơi. Thưa ông chủ, nếu tôi tìm cách cho bà ấy trở về, ông có bằng lòng buông tha cho tôi được tự do không? Tao hứa, tao... Mày nói gì? Mày tìm được cách? Vâng, tôi có cách. Đưa vợ tao trở về? Vâng. Tao là tao nói đùa thế thôi. Tao đây nè, tao là triết gia lừng lẫy thế này mà tao còn không nghĩ ra. Chứ mày là thứ nô lệ. Sao, con nghĩ ra thiệt hả con? Vậy giúp thầy đi con, sao bây giờ thầy phải làm sao? Ông bằng lòng rồi chứ? Thầy bằng lòng. Vậy thì ông đưa tiền đi cho tôi. Ôi, tiền hả con? Tiền chuyện nhỏ thôi. Đây nè, tao sẽ đưa cho mày. Đấy. Không, tôi cần tiền, cần rất nhiều tiền. Ông cứ đưa từng chút như thế này làm sao bà ấy về được? Chút gì thì đưa thêm, cái gì đâu mà căng thế con. Đấy. Rồi, đưa thêm cho mẹ. Không,
Tôi cần tất cả số tiền mà ông có trong người kìa. Này, mày đừng có quá đáng nghe chưa. Mày muốn lấy hết tiền của tao à? Vâng. Thôi được rồi. Ôi, tao cũng liều với mày một phen. Đấy. Đấy, đưa hết cho mày đi. Không, tôi đã nói với ông rằng tôi cần tất cả số tiền mà ông đang giữ trong người. Này, mày đừng quá đáng nghe. Tao nói là tao hết tiền, tao sập hết tiền, còn tiền đâu. Mày có chắc mày tìm vợ tao về được không? Ông muốn tìm vợ ông về không? Muốn con. Ông hãy đưa hết tiền đi cho tôi. Trời ơi, sao mà tìm vợ về mà tốn nhiều tiền quá vậy con? Thì thôi, ông không muốn tìm vợ ông về thì thôi vậy. Từ đó nè, sao mà máu giận thế con? Thầy đưa tiền thôi thì tao cũng liều. Đưa hết. Con nè, đó thầy đưa hết tiền cho con rồi đó. Không, ông vẫn còn tiền. Nè, tao nói là tao hết sạch tiền nha, không còn một xu. Ôi trời ơi, khốn nạn. Đấy, lấy đi. Tôi biết mà. Nhưng mà mày hứa chắc là con bớt cho thầy chút đỉnh không được hả con? Thôi, ông không muốn tìm vợ về thì thôi vậy. Tôi đã nói rồi, ông phải đưa cho tôi tất cả số tiền. Tôi cần rất nhiều tiền mới tìm vợ về được. Mà tốn ít tiền mà tìm vợ được về nhỉ hả con hả? Bây giờ ông không tìm thì thôi vậy ông. Thôi đi. Đó, đưa hết cho mày đó. Trời ơi, chết tao rồi. Ông tưởng như thế này là đủ à? Ông vẫn còn tiền. Ê, mày vừa phải nha. Tao nói trước là tao không còn xu. Nè, không còn xu. Không còn xu. Chân bên này. Không còn xu. Ôi con ơi. Ôi ơi, tao không chắc đánh đâu, tao mày lấy đi. Ê, nhưng mà mày có chắc là mày tìm vợ tao về được không? Đủ rồi. Ông yên tâm. Chẳng bao lâu vợ ông sẽ quay về ngay bên mình ông đấy mà. Đủ rồi, yên tâm đi. Đủ rồi, ông yên tâm. Vợ ông sẽ về liền, bỏ chạy. Chết rồi, Ê sấp, mày đứng lại. Ê sấp. Thôi chết rồi. Trời ơi, có bao giờ nó lấy tiền của mình mà nó bỏ đi luôn không? Thôi chết rồi. Ôi, trời ơi. Thôi chết tao rồi. Merita. Dương. Merita. Dương. Merita ra đây. Ông gọi em nè. Này, tao hỏi mày nhé. Hồi nãy tao đưa tiền cho thằng Ê sấp. Biết không, rồi nó hứa là nó sẽ tìm vợ tao về. Mày làm cái gì vậy? Mày nghĩ là nó có thể tìm vợ tao? Trời ơi, mày để tao nói chuyện. Mệt mày quá. Mà mày nghĩ là nó... Trời ơi, cái con này, cầm đi. Mày nghĩ nó có tìm vợ tao về được không? Ông đưa hết tất cả tiền cho Ê sấp. Đúng. Ôi, chết tao rồi. Thôi bây giờ tao mới nghĩ là tao ngu, tao khờ, tao dại quá. Thôi có bao giờ nó lấy tiền của tao mà nó trốn đi luôn không? Ôi, làm sao mà tôi biết được. Nhưng mà nè ông sao tiếp, nếu thật sự nó không trở về đây thì ông định sao nào? Định sao? Tao sẽ báo ngài đội trưởng đội cảnh vệ, lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm này, tóm cổ được nó, tao sẽ cho nó một trận đòn khủng khiếp mà không có thằng nô lệ nào chịu nổi. Ôi không, ông hãy trả lời cho em biết đi. Ông sao tiếp ơi, hãy trả lời cho em biết là ông có còn yêu bà vợ của ông không? Yêu chứ, nó không yêu tôi không đau khổ như thế này. Không, ông hãy nhìn thẳng em và hãy thành thật trả lời cho em biết là ông có còn yêu bà Lea không nào? Ta nói là ta yêu, trời ơi. Nhưng mà bây giờ không phải là chuyện yêu đương nữa mà là chuyện tiền bạc của tao, nô lệ của tao. Ôi trời ơi. Ôi ông xin tuyết. Ông cứ mặc kệ bà ta đi. Ông cần gì tiếp rẻ bà ta nữa. Em đây, xin tuyết. Em đây còn lắm điều hay hơn bà ta nhiều. Chính em đây. Nói như thế là thế nào? Chính em đây đã chọn cách ăn mặc cho bà ta đúng như lối ông ưa thích. Và cũng chính em đã chải chuốt đầu tóc cho bà ta và trang điểm cho bà ta, làm đẹp lên những nẻ đường nét mỹ miều. Thảo nào tao đã yêu nó. Trời ơi. Nhưng mà bây giờ không phải là cái chuyện yêu đương nữa mà là chuyện tiền bạc của tao, nô lệ của tao đã bỏ tao đi. Vợ tao đã bỏ tao đi luôn rồi. Ông sao tiếc? Ông cứ mặc kệ cho bà ta đi. Ông không cần gì phải tiếc rẻ bà ta nữa. Em đây còn lắm điều hay hơn bà ta nhiều. Nhưng mà xưa nay có bao giờ ông chịu để ý đến chỗ đó đâu. Chỗ nào? Chỗ này.
cái cách mơn trớn êm dịu mà ông vẫn thích hơn cả là cũng chính em. Chính em đã chỉ dẫn cho bà ta. Nghĩa là ngươi yêu ta? Vâng. Ôi, tội nghiệp Merita. Ôi, Sang Tuyết, ông đừng bao giờ nói hai chữ tội nghiệp với người đàn bà. Lòng thương hại là khiến cho chúng tôi tủi cực hơn hết. Nghĩa là ngươi yêu ta thật à? Vâng, tôi yêu ông. Vậy mà mấy lâu nay ta chẳng hay biết gì cả. Chính em đây, chính em đã chỉ dẫn cho bà ta. Người đàn bà mơn trớn người đàn ông là phải nhẹ nhàng nương vuốt như là ôm ấp một cây đàn. Nhưng mà chẳng bao giờ ông nghe thấy sự rung động hồi hộp trong bộ ngực của em cả. Trời ơi, con! Trời ơi, tôi ngộp thở quá! Mày làm cái gì? Những lần em đưa rượu đến cạnh vai ông, thân thể của em dường như chạm sát vào người ông, khiến cho ông phải nghe thấy sự rung động hồi hộp trong bộ ngực của em đây. Năm ngón tay nương nhẹ vuốt trên mái đầu ông, làm như năm ngón tay ấy nó cứ vương vấn mãi trong tóc ông, rồi sau đó mới thả bàn tay cho nó trôi nhẹ nhẹ trên vai ông. Oh, Merita. Vâng. Oh, kỳ lạ thật. Ôi, một triết gia có thể giải thích được tất cả nguồn gốc của các gì tinh tú. Ôi, có thể giải thích được tất cả mọi người hiện tượng trên trời dưới đất. Ôi, thế mà những chuyện ngay bên cạnh mình không bao giờ hiểu được. Ôi, Merita. Ôi trời ơi, nhưng mà bây giờ không phải là chuyện yêu đương nữa, mà là chuyện vợ tao nó bỏ tao đi rồi, nô lệ cũng bỏ tao luôn. Ôi bây giờ tao phải làm sao bây giờ? Ôi trời ơi, cây đắng xót chua quá con ơi. Ôi ông Sơn Tuyết. Ôi trời ơi. Ông cứ mặc kệ cái bà vợ đó đi. Và ông cứ mặc kệ cái ngôi nhà tiền bạc danh vọng của ông đi. Và ông cứ mặc kệ cái tên nô lệ lúc nào nó cũng nhè ông ra và cười nhạo. Vâng. Bây giờ phải gọi ngay đội trưởng đội cảnh vệ, gọi ngay đội trưởng đội cảnh vệ cho tao. Phải vậy thôi. Biết đâu nó trốn đi cùng với vợ ông thì sao nào? Mày nói cái gì? Tôi nói là nó trốn đi cùng với vợ ông đấy. Cái gì? Nó lấy tiền của tao, trốn đi với vợ của tao. Vâng, thằng Aesop. Lời nào có làm sao? Ôi, dám có lắm á. Trời ơi, chết rồi, dám có lắm. Merita bây giờ làm sao bây giờ? Trời ơi, chết tao rồi. Trời ơi, chết tao rồi. Ông Sơn Tuyết ơi, đừng. Ôi. Em tin là em ôm ông trong hai cánh tay này rồi thì tất cả những gì ông cũng sẽ quên được hết. Ông cũng sẽ quên được ngay mà, ông Sơn Tuyết. Buồn rét. Mày ôm tao cỡ nào tao cũng không quên được. Trời ơi, làm sao tao quên được? Tao là thằng chồng bây giờ nó lừa đây nè. Mày nhìn thẳng mặt tao đây. Tao là thằng chồng bây giờ nó lừa đây nè. Ôi, thế này cả dân Sa Mốt này sẽ hùa nhau và nó cười nhạo vào mặt tao, mày có hiểu không? Ôi, con bộ học trò của tao, nó sẽ từ bỏ tao hết và nó đi qua học thầy Trishit. Ôi, nó còn đi theo sao tao, nó nói như thế nào? Thầy Sơn Tuyết, thầy chưa bỏ cái mũ hai sừng của thầy à? Tôi có nghĩa là thầy bị cấm sừng đấy. Trời ơi, không được. Merita, đúng rồi, không được. Quân trốn chúa lộn chồng, phải rồi, phải trừng phạt chúng nó. Nào, bảo thầy Abyssinia xách sẵn cái roi da đây cho tao. Nhanh lên, tao sẽ trừng trị chúng nó. Mày lấy roi da kia mà. Mày làm cái gì đấy? Ông Sơn Tuyết, tôi yêu ông. Tôi yêu ông kia mà. Sao ông không có thể tôi yêu ông? Không. Tôi yêu ông. Không, tôi yêu ông. Mày muốn ra. Được rồi, nó đã coi tao không bằng thằng nô lệ. Được, tao sẽ coi nó cũng không bằng một con nô lệ. Ôi,
chờ chút xíu con. Thưa ông chủ. Nào ông xem tiếp. Thế nào? Coi kìa, sao mày dám ngồi trên cái ghế của tao hả? Ê sếp, mày về rồi đấy hả? Ôi, thế còn vợ tao? Vợ tao đâu? Ôi thưa ông chủ, tôi không tìm được bà ấy, nhưng tôi mua được những thứ này đi thưa ông. Cái gì? Mày mua những thứ này? Vâng. Ôi, mày lấy tiền tao mày mua những thứ này? Vâng, mua để chuẩn bị cho đám cưới của ông. Ôi, ê sếp, anh đoán được là xong tới sắp cưới tôi à? Ôi, tôi xin cảm ơn anh, tôi rất biết ơn anh, và tôi sẽ xin ông chủ tha tội tự do cho anh nhé. Cảm ơn anh nhiều lắm. Mày mua ra, mày mua ra. Cái gì? Mày lấy tiền của tao mày đi mua những thứ chết tiệt này à? Ông nhìn xem nào phải những thứ chết tiệt. Đây nhé, vòng ngọc này, lâm thú quý hiếm này, đây đôi dép này làm bằng da vật Phi Châu này, sợi dây vàng này là để tết lưng. À, đặc biệt tôi còn mua được chiếc bình cổ này. Ôi quá tuyệt. Chiếc bình cổ này tôi mua từ Tanara đến đây. Hay quá ha. Dạ. Nào. Tiền ta bỏ ra để mua bình cổ. Mua bình cổ Tanara để làm gì con? Dạ thưa. Để đập đầu mày. Tao sẽ hiến sinh ôi cổ, tao sẽ đập lên đầu mày. Không, tao sẽ đập đầu đất. Thương chủ, tôi đi đến tất cả các cửa hàng, người ta đều hỏi tôi có một câu: anh ấy giúp anh mua những thứ này làm gì mà nhiều thế? Tôi đều trả lời là mua cho ông chủ của tôi, vì ông ấy sắp lấy vợ. Đúng. Lấy vợ hả? Được được, tao sẽ cho mày biết thế nào là lấy vợ. Tao sẽ cho mày biết lấy vợ. Ôi, lấy đôi giảm mất cho tao. Không, không. Cho nó một trận. Đừng bao giờ trừng phạt anh ta, bởi vì tất cả những gì anh ta đoán cũng đều đúng thôi. Mày nói cái gì? Không trừng phạt hả? Trời ơi, tiền tao bỏ ra để tìm vợ tao về, đằng này nó mua những cái thứ quỷ quái, những cái thứ chết tiệt này à. Ôi chết tao rồi, trời ơi, chết tao rồi, trời ơi. Thương chủ không cần phải tìm kiếm đâu, bà sẽ quay về ngay tức khắc đấy mà. Không, bà sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Mày nói cái gì? Ôi, cay đắng xót xa quá con ơi. Sang Tuyết. Ôi, Tuyết cái gì? Sang Tuyết. Thôi đừng ăn ổn. Ngài trả lời đi. Em về rồi. Người ta nói là ngài sắp cưới vợ. Tất cả những lễ vật này để cưới vợ có đúng không? Cái con nô lệ kia, tại sao mày lại khóc hả? Thưa ông chủ, ông đừng quở mắng cô ấy làm gì tội nghiệp. Cô ấy thấy bà chủ trở về nên vui mừng quá phát khóc đó. Thằng nô lệ kia, mày cứ việc giành lấy cái tự do của mày đi, nhưng mà cái tự do tao sắp nắm được trong tay thì mày đã đánh mất rồi. Ông sắp tiếp, ông cứ việc sống với cái bà vợ của ông đi, nhưng mà ông đừng bao giờ có thể tự phụ được rằng bà ta trở về căn nhà này là vì yêu ông đâu. Không, bà ta trở về đây chỉ vì tiền bạc danh vọng của cải của ông thôi. Ông cứ việc sống với cái bà vợ đã mua lại được bằng tiền của ông đi. Ông cứ việc sống với cái bà vợ và trang điểm lộng lẫy để quyến rũ ông bạn cảnh nghệ trưởng của ông đi. Im đi. Mày. Không, thưa ngài, chỉ vì nó phẫn uất quá cho nên nó nói điên đấy mà. Ôi mê ta. Phẫn uất quá nó bậy hả con? Phẫn uất quá. Ôi mê ta, cô không tìm thấy con đường đúng để giành lấy tự do cho mình rồi. Thế còn mày, mày tưởng rằng họ cho mày thẳng thắn lắm hay sao? Vì rồi ông ấy còn bảo là mày ăn cắp tiền và dụ dỗ vợ ông ta bỏ trốn nữa kia kìa. Cái con kia, tật cắm. Sang Tuyết, có không? Em thấy không, nó quá phận uất mà nó nói thế thôi chứ làm gì có chuyện đó. Đi ra khỏi nhà. Đi dạo. Không, tôi yêu đi, ông. Đi. Em về rồi à, anh mừng lắm. Ôi anh không ngờ em lại về đấy. Thưa ông chủ. Dạ thưa ông chủ. Cái gì đó con? Chỉ cần đưa cái tin ông sắp sửa lấy vợ, thế là bà ấy trở về ngay. Điều đó không làm cho ông vui sao? Vui quá chứ con. Nhân vậy thì thưa ông, xin ông hãy thực hiện lời hứa của mình. Ủa hứa gì con? Ông hứa là tôi tìm bà ấy về và ông trả tự do cho tôi. Ủa thật có hứa hả? Ông đã hứa với tôi mà. Hứa thì cứ để đấy con.
từ từ rồi ông sẽ về giải quyết ha. Thương chủ, xin ông thực hiện lời hứa của ông đi. Bà đi rồi, ông trả tự do lại cho tôi. Aesop à, chúng tôi vẫn luôn tôn trọng. Tại sao lại muốn rời bỏ chúng tôi là sao? Tại sao thế? Bởi vì tôi cũng tôn trọng tôi nữa. Ông chủ thực hiện lời hứa của mình đi. Ông hứa với tôi rồi mà. Bất lịch sự. Thôi được. Như thế này. Có thể là mày sẽ không tin vào những điềm báo hiệu, nhưng mà tao rất tin. Như thế này nhé. Bây giờ mày ra ngoài trời, mày nhìn lên bầu trời. Nếu trên bầu trời xuất hiện một đôi chim khách, thì điều đó chứng tỏ thần linh đã muốn tao trả tự do cho mày. Tao sẽ trả. Còn nếu trên bầu trời không xuất hiện một đôi chim khách, thì chứng tỏ thần linh không trả, thì tao sẽ không trả thôi. Vậy đi con. Ôi không, thưa ông chủ, ông biết rõ hơn ai hết rằng chim khách có bao giờ nó bay có đôi đâu. Loài chim khách từ trước đến nay nó chỉ một mình mà thôi. Như thế mới gọi là điềm báo hiệu chứ có nè. Không. Trời ơi ông chủ ơi, tại sao bắt một hành vi chính đáng lại tùy thuộc vào sự quyết định của thần linh? Dù là thần linh không bằng lòng thì thưa ông cũng thực hiện lời hứa của ông đi chứ. Thôi con đi. Hai ông đã hứa với tôi rồi. Hứa ông thực hiện sao đây, để hai vợ chồng người ta mới gặp nhau rồi con. Anh mừng quá, em đã về rồi. Lê ơi, anh mừng quá. Trời, nó tin thật, nó ra ngoài bầu trời nó nhìn rồi. Sang Tuyết, tôi muốn hỏi ngài. Sao? Có phải tất cả những lễ vật này ngài mua cho tôi không? Anh đưa tiền. Anh mua cho em. Mua hết, tặng cho em ấy. Ôi, bao nhiêu thứ này, em nhìn xem đẹp không? Cầm đi, nào hôn anh đi. Em xem đi. Đây là... Ngày nói là ngày mai. Cười, cười cái gì? Có nghe họ đang cười không kìa? Không, chúng nó đang cười thằng Aesop ấy mà. Aesop xấu xí ấy. Không, họ cười vì Aesop kể cho họ nghe một chuyện ngụ ngôn hay đấy. Không, chuyện ngụ ngôn của thằng Aesop và cái hình dáng xấu xí của nó chỉ là một tiền đề. Điều quan trọng là như thế nào? Khi người ta thỏa mãn thì người ta cười. Nhưng khi chẳng có lý do gì người ta vẫn cứ cười. Đây, tặng cho em á. Ôi, vàng đẹp này. Ôi, ngọc này. Đeo hết ra đi. Đeo. Đeo vào. Đẹp lắm đó em. Đeo vào nè. Ôi, cả lông thú nữa này. Ôi, tuyệt đẹp quá. Lông thú đeo hết vào người đó em. Ôi, đẹp quá. Ôi, còn đây nữa. Ôi, cắm ấm cổ. Này, cầm đi. Em sẽ xách đi dạo nha. Xách đi dạo. Dạ. Đẹp quá. Ủa, đây nó chưa em thỏa mãn em cười đấy. Hình như là ngài không ưa Aesop chứ gì. Đâu có riêng thằng Aesop, bất cứ ai cũng vậy. Anh cảm thấy người ta có lý cái là không ưa là sắc kỳ. Anh cũng hiểu sao. À, chính vì thế cho nên ngài không muốn cho Aesop được tự do à? Không, nó chưa đủ tư cách làm người tự do. Và ngài cứ tưởng rằng cứ xiềng xích Aesop ở trên đường đi như vậy là đúng à? Lê à, em binh đó hả? Không. Em thích nó phải không? Về một mặt nào đó thì đúng đấy. Đấy, ngài nghe thấy không? Mọi người đang cười nữa kìa. Tại vì Aesop có tài khơi gợi tất cả những tình cảm ngang tàng trong lòng một con người. Anh ta nói chuyện và mọi người hứng thú, người ta cười đấy. Còn anh không bao giờ làm cho em cười được cái gì. Không biết phải giải thích như thế nào với ngài. Tôi ví dụ như thế này nha. Cũng là một cái chuyện ngụ ngôn, nhưng nếu như Aesop kể á, thì người ta nghe người ta cảm thấy... Tôi nói chưa đúng. Phải là như thế này. Cũng là một chuyện ngụ ngôn. Cái chuyện đó Aesop đã kể rồi. Nhưng nếu không phải là Aesop kể mà là ngài kể, thì người ta nghe đó, người ta
Người ta không hiểu gì hết á. Nói thế là thế nào? Không, tôi xin lỗi, tôi không có ý đó, nhưng mà khi ngài cái chữ thế nghĩa là thế nào cũng ngài buồn cười không chịu được. Thế nghĩa là thế nào? Thôi thôi, cuối cùng anh cũng làm cho em cười được rồi đấy. Công nhận. Oh, wow. Thế là anh cũng làm cho em cười được rồi. Ông Sa Tuyết, ông Sa Tuyết, ông Sa Tuyết, trời ơi, ông Sa Tuyết ơi, trên bầu trời có đôi chim khách kìa. Ông ra mà xem. Ô Clea, ô Clea, thân hình của tôi ơi. Ô Clea, có đôi chim khách. Ông Sa Tuyết, ông ra nhìn trên bầu trời mà xem con đôi chim khách. Clea, ông Sa Tuyết, nhanh lên, nhanh lên, con đôi chim khách kia, tự do của tôi, thần linh của tôi. Tự chim khách thì làm gì mà lạ ông sầm kìa, nhanh lên ông thấy kìa, đó nó đang bay ở phía đường cuối chân trời kìa. Đâu? Đó ông thấy không, chim khách hả? Nó đang làm gì? Đôi chim khách nó đang làm gì? Nó đang bay cuối đường chân trời kìa. Nó bay thì cứ để nó bay, cái gì nó mà vội vàng. Đâu? Đây nè, ông nhìn xem kìa, kìa nó bay trở lại kìa. Đôi chim khách. Ôi, ở đâu thứ này? Kìa, đây 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 nè. Ôi, thần linh của tôi, trời ơi. Ôi, tự do. Có chim khách xuất hiện, chim khách xuất hiện. Chim khách. Ủa nhưng mà đâu phải hai con, có một con à? Không, tôi thề với ông là hai con đấy mà. Mày đừng có như gian dối nhá. Có một con, em nhìn coi, có một con mà nó dám nói hai con kìa. Mày nhìn kìa. Không có con nào cả. Đây, vợ tao còn nói không có con nào cả. Không có con nào cả. Thôi con đừng buồn, đừng buồn. Đó là chứng tỏ thần linh chưa muốn mày phải bỏ tao mà đi. Chưa muốn con được tự do. Đã thế ở đây với thầy, thầy dạy cho con bao nhiêu điều hay lẽ phải trong cuộc đời này. Ôi, mày học tao bao nhiêu cái điều tốt đẹp chứ. Ô Clea, thôi anh phải đến với học trò của anh đây. Thôi anh đi nhá, anh đi nhá. Ngày đến với học trò bằng cái gì vậy? Anh cầm nhầm. Cầm nhầm cái này thôi. Anh để đây cho em mà, anh tặng cho em chứ. Nào 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 nào, hôn anh đi, hôn anh đi nào. Ôi thế là hôm nay anh lại có bài mới giảng cho học trò rồi. Ôi trên bầu trời xuất hiện một đôi chim khách, nhìn kỹ lại thì chỉ có một con, nhìn kỹ hơn không có con nào. Người khóc à? Khóc. Trong mắt người có nước mắt thế? Đó là tại vì tôi nhìn lên bầu trời lâu quá, tôi quên mất rằng người tôi không nên nhìn lên, người như tôi chỉ nên cúi đầu mà đi mới phải. Người có biết vì sao tôi trở lại không? Vì bà yêu chồng bà. Tin như thế thật à? Hãy nhìn vào mắt tôi đây này. Nhưng mà trời ơi, bà đừng nên nhìn tôi nữa. Mặt của tôi quái gở, xấu xí, trông ghê tởm. Người có biết hình ảnh của người khi in vào trong mắt tôi nó đẹp biết bao nhiêu không? Xin thần linh phù hộ cho đôi mắt của bà. Nhưng bà cũng đừng buộc tôi phải hiểu đôi mắt đó. Hình ảnh của người đã khắc sâu tận đáy tâm hồn tôi. Người xấu xí nhưng mà người thông minh. Không đâu Clea, tôi là đứa ngu xuẩn. Không, người không hề ngu xuẩn. Mà tên tôi thì người biết đấy, là niềm vui. Nhưng tôi không cần niềm vui, tôi chỉ cần được tự do mà. Và người nghĩ là một ngày nào đó Xăm Tuyết sẽ trả tự do cho người à? Không bao giờ có chuyện đó đâu.
Thế thì báo thù hắn ta đi. Ôm tôi đi. Nhưng tôi là nô lệ của ông ta mà. Ngay cả tâm hồn của người cũng không được tự do à? Nhưng bà, bà là vợ của ông chủ của tôi. Tôi là vợ của một người đã chà đạp, đã đánh đập thân xác của người rất tàn nhẫn. Thế thì tại sao không báo thù hắn? Báo thù hắn đi. Yêu tôi đi. Ôm tôi đi nào. Không. Không. Tôi có cách báo thù khác hay hơn nhiều. Tôi không yêu bà. Con cáo trong cái chuồng nho chín mọng một trên vàng cao muốn hái, nhưng hái không tới. Khi ấy nó bèn nói rằng nho còn xanh đấy mà, rồi lặng lẽ bỏ đi. Bây giờ bà thử nghĩ xem, chùm nho đã chín mọng rồi, con cáo cũng đủ sức hái rồi, mà nó không thèm để ý đến. Chùm nho đã giận dữ vì thấy mình bị rẻ rúng, bị khinh khi, nên đã xanh trở lại. Đó, cách báo thù của tôi là như vậy đó. Tôi báo thù như vậy hay hơn nhiều. Bà đẹp, bà quyến rũ, bà khiến mọi người thèm khát bà. Nhưng tôi không yêu bà. Không. Không. Chứ anh tưởng rồi xanh tôi sẽ trả tự do cho anh à? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Người ta chỉ trả tự do cho những người không làm gì ích lợi cho mình kìa. Vậy thì tôi sẽ có ích đối với ông ta, chứ không có ích đối với bà đâu. Anh từ chối tôi à? Phải, tôi từ chối. Xin đừng từ chối tôi chỉ muốn đem tình yêu và sự dịu hiền của tôi muốn đến với anh. Tôi đã nhìn thấy những bất công của cuộc đời đối xử với anh, đã làm cho thân thể anh trở nên xấu xí như thế này. Anh nô lệ thông minh của tôi. Bà hãy nhìn hai bàn tay của tôi đi. Vì phải làm những việc nặng nhọc quá sức, nó đã biến thành chai đá thô kệch mất rồi. Thân thể tôi chỉ còn làm cối xẹo vì những trận đòn thù, vì những lằn rót. Cho nên chỉ cần một động chạm nhẹ là nó kêu lên. Đồ ngu, im đi. Đừng hy vọng, đừng kêu gian gì cả. Thưa bà, nếu không phải là như vậy thì nào có ai biết đâu. Tôi đã từng nghĩ biết bao nhiêu lần, nếu tôi bắt lương tâm của tôi câm lặng đi và quên được rằng tôi là một tên nô lệ biết kể chuyện ngụ ngôn về loài vật để cho loài người trở nên tốt đẹp hơn, thì nào có ai biết đâu. Nhưng thân thể tôi đang đã quen với chịu những lần roi quất, mà nếu không phải như vậy thì nào ai biết đâu. Lẽ có lẽ tôi sẽ mơ ước được kết hợp cùng bà như hai con thú rừng tình cờ gặp nhau trong rừng sâu u tối, để rồi lại phân chia mỗi con đi một ngả. Tại sao anh không làm như vậy? Vì tôi mang trong linh hồn tôi một thứ nó còn khắc nghiệt nặng nề hơn tất cả mọi thứ từng phạt đến thế gian này. Đó là cái gì vậy?